Xin chào anh chị và các bạn, tôi Ngọc đây để hoàn thành cái câu chuyện chia sẻ về cái nội dung về Shophouse. Thì hôm nay thì tôi Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái câu chuyện của một người chị của tôi Ngọc đầu tư một cái căn Shophouse tại phân khu The Rainbow. Và cái câu chuyện này tôi Ngọc thấy rằng cái chị ấy có một cái tư duy đầu tư rất là thành công, và tôi Ngọc nghĩ rằng cái cách đầu tư đó thì tôi Ngọc muốn lan tỏa và muốn chia sẻ cái câu chuyện của chị ấy đến quý anh chị và các bạn đang xem video đây. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ tôi Ngọc và đội ngũ team Kulen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Thì đầu tiên thì qua cái câu chuyện khi mà tôi Ngọc cà phê với chị ấy, thì chị ấy có chia sẻ rằng khi đầu tư Shophouse thì mình phải đặt mình vào vị trí mình là người kinh doanh, mình là người sử dụng cuối. Thì liệu cái Shophouse đó mình khai thác dòng tiền có tạo ra được kết quả không? Ví dụ bây giờ mình cho thuê một căn Shophouse là 45, 50 triệu, thì liệu rằng cái đơn vị thuê của mình họ có cái doanh thu được 150 triệu đến 200 triệu một tháng hay không? Thì nếu mà họ có cái doanh thu như vậy thì họ sẽ trừ đi chi phí vận hành, trừ đi những cái câu chuyện về chi phí thuê, trừ đi chi phí nguyên liệu, thì nó với còn một cái phần lời và một cái phần để họ trả cái tiền thuê cho mình. Và chị ấy chia sẻ rằng đối với cái kinh nghiệm đầu tư những căn Shophouse khối đế như thế này thì chúng ta phải lựa chọn, cái điều quan trọng nhất là mình phải xác định đó là cái vị trí của căn Shophouse nó phải là nằm ở cái vị trí dân cư đông đúc tại dự án, và mình phải xác định rằng cái vị trí của cái tòa nhà nó sẽ nằm như thế nào so với dự án. Rồi tiếp theo, cái vị trí của căn Shophouse nó sẽ nằm như thế nào so với lại cái cụm của cái phân khu đó. Tiếp theo thì mình phải xác định cái căn Shophouse đó nó có cái lợi điểm gì và nó có cái đặc tính gì. Đấy, những cái căn Shophouse có cái vị trí đẹp đó là sao? Đó là thứ nhất là những cái căn Shophouse nó nằm ở vị trí góc sảnh. Đấy, những căn Shophouse nằm ở vị trí góc sảnh thì cái cư dân tại cái tòa nhà đó họ sẽ di chuyển hàng ngày và họ sẽ sử dụng cái dịch vụ của những cái người kinh doanh ở trên cái căn Shophouse đó. Và tiếp theo, cái loại hình của tòa nhà thì nó là tòa nhà hình chữ U, hình chữ Z hay hình chữ T. Thì mỗi một loại hình tòa nhà thì nó sẽ cho chúng ta một cái lượng cư dân tại chỗ của cái căn Shophouse đó. Tiếp theo đó là cái tòa nhà đó nó nằm ở cái vị trí nào so với lại cái cụm đó, và tại cái cụm đó nó có phải là cụm tập trung của phân khu đó không, mà phân khu đó nó có phải là phân khu nó trung tâm của dự án hay không. Và khi đầu tư những căn Shophouse thì chị ấy chia sẻ thì có những cái loại như sau. Thứ nhất đó là những căn Shophouse góc sảnh. Tiếp theo, những cái căn Shophouse là những cái căn Shophouse gần tiện ích, những căn Shophouse nó có những cái lợi điểm, đó là những cái Shophouse nó có view hay là nó có vị trí, nó không phải là vị trí nội khu, nó là vị trí đường, thì nó sẽ giúp cái quá trình kinh doanh nó dễ dàng hơn, nó thuận lợi hơn. Hay là những cái căn Shophouse nó có những cái vị trí, đó là những vị trí góc. Đấy, cái căn này thì nó là góc hai mặt tiền đi. Đấy, còn cái căn góc sảnh có nghĩa là những cái căn Shophouse nó nằm ở vị trí sảnh ra vào. Đấy, thì Tôn Ngọc hay gọi là căn Shophouse góc sảnh. Đấy, thì chúng ta phải hiểu được cái câu chuyện đó và chúng ta sẽ đặt mình vào vị trí người kinh doanh. Đối với cái thời điểm mở bán của những căn Shophouse này, nó rơi vào giai đoạn 2018, thì khi đó chủ đầu tư họ bán cả shop lẫn house. Và ở đây thì Tony Ngọc sẽ không phân tích vào cái câu chuyện cá nhân của mỗi cá nhân. Và tại cái thời điểm đó thì khi mà bàn giao thì rất là nhiều anh chị chủ của những căn Shophouse mình đã mua cả shop lẫn house rồi. Tuy nhiên tại cái thời điểm đó thì sổ chưa hoàn công được, thì rất là nhiều anh chị, ví dụ như trong cái phân khu The Rainbow này nó có lên đến khoảng 300 căn Shophouse, thì gần như tại cái thời điểm đó thì chủ đầu tư họ sẽ bán shop ở phía dưới và house ở bên trên. Đấy, thì shop ở phía dưới rơi vào khoảng từ 150 đến 160 triệu, house ở bên trên từ 40 đến 45 triệu một mét vuông, và trung bình giá ra thì nó rơi vào từ 100 đến 120 triệu một mét vuông.
thì rất là nhiều anh chị sau khi mà nhận bàn giao và khi mà hoàn thiện những cái căn shop house để cho thuê và không được đập thông lên thì rất là giận dữ và phản ứng rất là mạnh và đòi trả lại những cái căn house ở phía trên. Nhưng riêng bà chị của Tôn Đình Ngọc thì chị ấy lại tính rằng đối với lại mình cái căn shop phía dưới thì nó đã lên đến con số là 150 đến 170 triệu rồi. Và cái house ở phía trên thì nó chỉ rơi vào 40 đến 45 triệu. Và chị ấy quyết định á, chị ấy giữ lại, chị ấy không theo cái số đám đông kia. Chị ấy giữ lại cái house ở phía trên. Vậy chị ấy tính rằng đối với một cái căn, ví dụ như một căn shop house như thế này đi, nó rơi vào diện tích là 80m đến 85m. Thì gần như để mà kinh doanh những ngành mà được cái lợi nhuận cao, những ngành food and beer á, thì cái diện tích mà 80 đến 85 mét nó cũng không phải là một cái diện tích có rộng rãi để kinh doanh. Và chị ấy quyết định giữ lại để như câu chuyện Tôn Ngọc mới chia sẻ với anh chị và các bạn, thì cái cuộc cà phê hôm trước của Tôn Ngọc với chị ấy thì chị ấy bảo là qua tháng chị ấy sẽ nhận số, và sau khi nhận số thì chị ấy sẽ đập thông trên với dưới. Và cái câu chuyện này là câu chuyện Tôn Ngọc chia sẻ dựa trên cái thông tin đó là Tôn Ngọc cà phê với chị ấy. Còn đó là về cái yếu tố đập thông như vậy nó được hay không hay là như thế nào thì cái câu chuyện đó thì Tôn Ngọc không có bàn luận sâu. Nhưng tuy nhiên như chị ấy là người chủ của căn shop và chị ấy cũng là một cái nhà đầu tư bất động sản, nhà kinh doanh bất động sản, thì chị ấy nói như vậy thì Tôn Ngọc cũng chưa kịp tìm hiểu. Và ở cái video này thì Tôn Ngọc đã chia sẻ cho anh chị và các bạn. Và Tôn Ngọc tin rằng khi mà mình trung bình giá lại, nếu anh chị và các bạn đầu tư những căn shop house, ví dụ tại thời điểm này đi, thì nó mình những căn shop như thế này thì nó trung bình giá ra thì nó rơi vào khoảng 160 đến 170 triệu một mét. Tuy nhiên khi mà trung bình giá cả trên và cả dưới thì như chị ấy tính, cái căn shop house của chị ấy chỉ rơi vào 100 triệu một mét sàn. Và khi đó thì những cái kinh doanh của chị ấy thì khi đó là cái giá đầu tư trên vết bung sàn của chị ấy so với những người xung quanh thì đâu đó là nó sẽ đao xuống và nó giảm xuống, thì dẫn đến là mình sẽ có lợi thế cạnh tranh khi cho thuê. Và mình không xét đến cái khía cạnh là cái căn shop house ở vị trí nào, tuy nhiên cái giá vốn ban đầu của mình nó đã giảm xuống thì dẫn đến là mình cho thuê đâu đó thì nó sẽ được những cái ưu thế hơn. Và đó là những cái câu chuyện thực tế của bà chị của Tôn Đình Ngọc. Và qua cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ học được bài học gì? Thứ nhất đó là khi đầu tư thì chúng ta phải đặt mình vào vị trí của người kinh doanh, người sử dụng cái bất động sản của mình. Và cái bất động sản đó có đáng để thu nhập được 3%, 4%, 5% một năm hay không? Và đương nhiên chúng ta sẽ hiểu rằng ở tại thời điểm này thì cái dòng tiền nó là 3%. Tuy nhiên 5 năm sau hoặc 10 năm sau thì cái dòng tiền nó phải lên đến 7, thậm chí là 10% một năm. Tại vì so với lại cái giá đầu tư ban đầu thì 5 năm sau, 10 năm sau thì trung bình mỗi năm cái giá thuê nó sẽ lên 5 đến 10% và nó lũy tiến theo cái công thức, cái quy tắc 72. Thì nếu giả sử trung bình giá thuê tăng trưởng theo năm là từ 5 đến 10% thì Tôn Ngọc lấy con số ở giữa là 7,5% đi, thì là quy tắc 72 mình lấy 72 chia cho 7,5% thì đâu đó chỉ sau 10 năm thì cái giá gọi là cho thuê thì gần như nó đã được cái kết quả, gần như nó đã là x2 của cái tài sản đó rồi. Và đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho đâu một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Ngọc và đội ngũ Team Kulen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.